Haaland ghi bàn, Man City ngược dòng đánh bại Dortmund. Trong trận đấu vô cùng khó khăn, Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng quyết định giúp Man City thắng Dortmund 2-1. Man City đẩy cao đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc trong trận đấu với Dortmund. Các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola liên tục uy hiếp khung thành đội khách, nhưng các hậu vệ của đội bóng nước Đức đã chơi tập trung để hóa giải thành công. Sau 30 phút thi đấu, Man City chỉ tung ra hai cú dứt điểm không mấy nguy hiểm. Bên kia chiến tuyến, Dortmund có một lần dứt điểm trúng đích nhưng không thắng được Ederson. Những phút cuối hiệp 1, Man City đã gia tăng sức ép nhưng vẫn không thể tạo ra những cơ hội rõ ràng. Dortmund đã chơi phòng ngự chặt chẽ trong 45 phút đầu tiên và cầm chân đội chủ nhà với tỷ số hòa 0-0. Sang hiệp 2, Dortmund bất ngờ tăng tốc và tạo nên sức ép đáng kể lên khung thành Man City. Trong thế trận ấy, đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 56, Marco Reus có tình huống treo bóng khó chịu vào vòng cấm The Citizen, tạo cơ hội cho giúp Bellingham đánh đầu tung lưới Ederson. Ngay sau khi nhận bàn thua, huấn luyện viên Pep Guardiola đã thực hiện 3 sự thay đổi trên hàng công. Phil Foden, Julian Alvarez và Bernardo Silva là những cầu thủ được tung vào sân, thay thế Jack Grealish, Lay Gendogan và Riyad Mahrez. Những sức ép liên tục được tạo ra nhưng các hậu vệ Dortmund đã chơi lăn xả để ngăn cản đội chủ nhà ghi bàn. Tưởng như Man City sẽ gặp bế tắc thì khoảnh khắc của những ngôi sao đã giúp thầy trò huấn luyện viên Guardiola có được điều họ mong muốn. Phút 80, Kevin De Bruyne kiến tạo để John Stones thực hiện cú nã đại bác từ xa khiến thủ môn của Dortmund bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cản phá. 4 phút sau, Man City đã có bàn thắng vượt lên. Từ tình huống vỉa bóng điệu nghệ của Cancelo, Erling Haaland lèn vào khoảng trống giữa hai trung vệ của Dortmund và dứt điểm cận thành, đã định chiến thắng 2-1 cho Man City. Với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, Man City tiếp tục dẫn đầu ở bảng G Champions League. Trong khi đó, Dortmund vẫn giữ được vị trí thứ hai do Copenhagen và Sevilla hòa nhau 0-0 ở lượt trận này. Đội hình xuất phát: Man City, Ederson, Stones, Akanji, A, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Mahrez, Haaland, Grealish, Dortmund, Meyer, Meunier, Seal, Hummel, Guerrero, Olsen, Kahn, Bellingham, Royce, Modest, Reina.